Rồi anh mới đẩy xe ra rồi quý vị ơi. Trời ơi nhìn chiếc xe này, đã ghê chưa, khách vây kính luôn. Nãy giờ là khách chờ đợi lâu lắm rồi quý vị. Trời ơi là chiếc xe gà, quá đà luôn. Trời ơi gà đã ghê chưa. Dạ đông quá. Sáng giờ chờ tới giờ luôn á. Chờ sáng giờ luôn mà. Nhìn thấy cảnh này cô ta thấy giống cua gì ba quý vị ạ. Đông hơn cả cua dì ba nữa quý vị. Làm liền có liền mà. Vì đây là chờ sáng giờ rồi phải không chị? Dạ. Dạ. Ok, bao nhiêu người ta không? Mua mà. Rồi cho cái gì vậy? Rồi. Nè, cho bộ lòng vô hết đi về nha. Để ngồi lấy ra. Đúng rồi, lấy ra cái đi về. Gà uống muối gì à chú ơi? Gà nhiều con dạ. Hỏi anh chủ ở đây nè. Anh gà nhiêu con kìa anh ơi? 106 dạ. Nó để ý em ở đây vừa thấy cỡ 100 con quá vậy. Nhưng mà ta nghĩ chắc bán khoảng chút xíu là hết thôi. Đâu bộ lòng đi chị đi về nè. Lâu quá nha. Mẹ bà không có lâu đâu. Nè,
thấy chặt rồi, chặt bột 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 nhanh lắm. Con thấy rồi, chặt bột bột nhanh lắm, về chặt rã ra đúng không? Dạ. Chủ làm thì nó ra con vịt, con gà ngon, mình về rã ra nó không ngon. Mình về con gà mà mình chặt ra con gì á. Không ra con gì á. Rồi chặt thỏi á cho lại con gà. Đứng đây gà còn nóng bị bốc hơi lên luôn, nóng nóng luôn. Coi có nhầm tiền kìa em ơi, em trai coi ba thôi nhầm tiền kìa. Đại gà nó cương nha. Tôi có nhận được nó đi tới đây rồi, nó lại chắc nó có tiền em trai, thối tiền thì em trai thối tiền đi con. Khoan khoan khoan, đừng có rối, đừng có rối. 16 con à, chúc nhận tôi con này luôn nha đại ca. Tiền con tiền lẻ con lấy con thối tôi 40 luôn. Đưa tiền lẻ đi con. Dạ em đang ở 97 Tuệ Tĩnh đó chị. Ở 97 đường Tuệ Tĩnh. Dạ em ở 97 đường Tuệ Tĩnh đó con. 97. Thôi
Con thôi là lỗ luôn cái nguyên ngày đó. Ai lấy dịch ở đây 106. Con gà 400 với 103 là 329. Lấy bịch cải chua quay. Con 209, con 209 lấy tiền con. Con gà đứng chặt đi. Con gà đứng chặt đi. Không có bán nữa con gà chứ. Con nhỏ đi 103. Đây chắc cỡ tiếng là hết. Con chưa từ từ giùm em cái chứ. Cô có lấy tiền chưa? Cô có 209 lấy được.
chị lấy giùm em bọc nguyên bọc đó giùm em cái, chị nguyên bọc luôn, nguyên bọc luôn. Đây là cái chua. Đây có số điện thoại của anh này quý vị, 0977717524, tại ký Phú Muối, Hồng Kông. Gà thì 160, vịt thì 260. Xe chạy nãy nặng quá nó không chạy, vừa nhà quá nó chạy á. Này 10.000 bộ anh. Dạ 10.000 bộ.
20 ngàn của cô đây. Còn hai chắc mình cái cho cho con. Rồi tới ai? Rồi con vịt. Chặt giá giùm á. Cho bộ lòng luôn. Con vịt thêm bộ lòng. Con gà rồi, con gà phải không? Tôi cũng con gà uống muối. Cho con vịt đi. Đưa tiền lẻ giùm đi. Đâu con vịt sư phụ. Dạ, dạ. Ở đây nhiều người quay lên nó tôi mở mạng coi tôi thấy quá giờ người quay. Ông không biết tôi à? Biết không? Mở mạng coi á. Nhà bên chặt da giùm luôn đi sư phụ. Con vịt của chú này không chặt. Cho thêm bộ lòng nữa nha. Mở mạng coi. Tôi trả tiền rồi nha. 260 con vịt. Con muối. Hai con vịt. 260 con mới 240. Chú có nào 10.000 mới 250 đi. Tôi đã trả 160 rồi. Có à phải 250 tôi kêu chú đưa 10.000 mới 250. Có chừng lộn tờ 20 với tờ 500 đó nha. Dùng con gà đó tôi trả tiền rồi. Con gà trả tiền rồi phải không? Rồi đây con gà trả tiền rồi. Lấy con gà đi. Họ nói bán ngay cái này trả tiền rồi nó còn quá 200.000 còn nhiều quá. Rồi chờ em chút, anh này anh dặn con vịt cái rồi xong rồi tới chuyện liên con hả? 206 con vịt gì vậy? Có lấu tiều á con. Gà như con. Gà 206 con. Lấy con chặt ra được. Có bán lòng không vậy? Lòng 10.000 một bộ. Lấy một lòng bỏ vô. Xay che là sập gì mà đó. Xây che sập gì mà. Hai dắt giờ có mì tổ quá có tài xe tâm dịch đỏ không đủ cây á so với đổi xây kia cái đậu xe ở đây bên kia nó phải đỏ nó lẹ không không lắm nhắm nó lẹ như xây á không mà tại rồi nãy giờ nó phạt là nó qua đây rồi bây giờ nó dẹp nguyên cái chợ luôn mà nguyên cái chợ đường đi ở chổng nó dẹp luôn nó không cho bán ở chổng luôn mà. Mình bán hết xe đây là hết rồi á anh. Con gà xì dầu ở nhà thôi à. Gà xì dầu tại bữa nay làm không kịp á. Dạ có chặt không? Dạ. Bán nó bây giờ rồi hả? Bây giờ không anh? Dạ. Gần hết rồi đó con. Đấy ra là 8 giờ gần tức. 8 giờ 20 hay 5 á. Dạ nhé. Bây giờ 9 giờ kém 10 rồi. Con có hai con nhỏ. Dạ gà nước tương nửa tiếng nữa chứ 15 phút nữa đi cha. Cả nhà chưa có đem gà tới. Con nhỏ hai con 240 đó con. 240 lại về đưa 220 nữa lại 10 con nữa. Lại con 220. Hai con mổ lòng nữa. Dạ khoảng 15 phút nữa con. Gà nóng hổi luôn á. Dạ alo nghe, alo nghe alo. Hả? Chú còn hả chú? À, còn đang ở 97 tại tỉnh á chạy qua lấy giùm em cái nha. Bộ lòng luôn. Rồi con vịt của là con vịt nữa nè. Anh bộ lòng. Cái bộ lòng. Con vịt là 260 có bộ lòng 10.000 nữa là 270. Chéo qua lấy giùm em đi, chéo qua bây giờ em không hứa. Qua có là lấy à, em không hứa chứ ơi. Dạ. Dâu dâu dâu. Rồi của chú là 270 á. Chặt ra luôn. Chặt ra luôn. Bây giờ nó chè cái dắt tiền ngạp á chè cây. Dạ luôn nghe nè. Để con ơi đổi. Đổi á con chạy qua bên đó con đổi á con. Alo alo. Có đầu á. Có đầu đầy đủ. Nửa con vịt 130 đó anh. Dạ anh qua lấy giùm em hả? Ủa giùm em giảm mấy nhỏ cả. Giảm cho có giảm cho lị liền. Trời ơi.
thông cảm đi anh bán mấy người đi. Rồi thông cảm giùm em nghe. Rồi bây giờ em đông, em không có biết ai tới trước ai tới sau, giờ có gì sơ xuất thì thứ lỗi cho em, chứ giờ em cũng không biết làm sao nữa. Không được, không được, làm vậy là làm như vậy người ta nói mình chảnh này nọ, không được, không được, xin lỗi nha. Thiệt, làm vậy người ta nói mình chảnh lắm. Nhiều chỗ ai đi ý thức thôi đúng không? Dạ, nhiều chỗ nó sợ không bán chảnh này này nọ, không có giờ. Kiếm thêm người chặt nữa là tên lẻ chứ gì. Xe này nhỏ xíu à, có kiếm thêm người nữa chỗ đâu đứng chứ. Rồi quý vị ơi, chắc là tạm dừng ở đây nha quý vị. Thì ở đây là cái địa chỉ là 97 Tuệ Tình nha quý vị, phường 13 quận 11 nha. Hoặc là quý vị đến ngay góc đường Công Chúa Ngọc Hưng với lại Tuệ Tình, dưới cái tiệm thuốc tây này nè, nhà thuốc tây nè. Quý vị nào mà muốn mua sớm thì đến sớm một chút xíu, 8 giờ ra chờ trước đi. Quý vị thấy khách đông quý vị. Mặc dù khách đông nhưng mà anh vẫn bình tĩnh cũng như là luôn xin lỗi khách hàng quý vị ạ. Rồi, bye bye và hẹn gặp lại quý vị nhé. Làm xíu là bây giờ là 9 giờ đúng rồi. Chưa được một tiếng nữa là sắp hết rồi. Bye bye và hẹn gặp lại quý vị nhé.